tất cả mọi chuyện mà cá chết trắng biển trắng ngòng ấy thì mình phải nhận thấy rằng thì là cái thời tiết bây giờ nó thay đổi quá ra quá 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 vào quá rất, thành ra đừng có đổ cho cái này cái kia đó, mà ngay đến những các cái dạng san hô mà ngoài Biển Đông đó thì nó gọi là ngay cái nó thay đổi, mà kể cả các cái túi ni lông hay là các cái phế phẩm ở trên bờ đó bây giờ nó bám vào các cái san hô, và thành ra cái san hô đó bây giờ nó không nuôi được cá, không nuôi được tất cả những cái con. Bữa nay là 27 tháng 2 mà bác biết là sáng ngày, bản tin sáng ngày có một cái bão tuyết ở trên đường Las Vegas, ngay ở chỗ Canyon Canyon Pass, tức là ở bên San Bernardino vừa bắt đầu đi lên trên cái đỉnh núi đó. Đấy thì tuyết đang rơi lả tả. Một cái hôm mà chúng tôi về đây đó, tức là ngày hôm chủ nhật thì chúng tôi về đây đó, thì vừa về tới đây đó, thì ngày hôm thứ hai ngay ở chỗ cái điện của ông vực xe của ông vua Louis 14 đó, phủ tuyết trắng hết. Nếu mà hôm đó chúng tôi ở đó mà có tuyết là chắc chắn là không có đi được, tại vì lúc mà hình nó chụp đó thì cho thấy rằng là đóng cửa không không có ai đứng xếp hàng, và cái điện vực xe bác phải đi buổi sáng. Lý do là tại vì rất đông người, nếu mà đi buổi trưa trở đi là đứng xếp hàng dài lắm, dài ra tới ngoài đường luôn. Còn tụi tôi đi hồi sáng sớm lúc 8 giờ rưỡi, thành ra tới nơi chỉ bước vào trong đó không phải phải mất công chào. Tuy nhiên có cái vườn á, nó gọi là Roy, cái gì kinh kinh gia đình, cái vườn thượng viện á, mình dịch tiếng Việt là vườn thượng viện. Thì hôm đó vừa gió vừa lạnh, lạnh lắm ấy. Dưới 0 độ mà còn gió nữa thì nó thành ra cái không thể leo lên xe mà chạy đi vòng. Nếu mà đi bằng xe đó, đi bằng xe không có 1 tiếng đồng hồ, ở trong nó còn 2 cái tòa lâu đài nữa. Đấy. À, vâng, thì thời tiết nó rất là bất thường. Ngay hôm mà chúng tôi rời Roma đi Pháp cũng vậy, vừa rời Roma đi cái thì là ở Roma có tuyết, vừa rời Paris cái thì đi về Mỹ thì là Paris có tuyết. Rất là may cho chúng tôi cái chuyến đi có rất nhiều thuận lợi. Ê, chào Đỗ Chiến Trung, năm 1954 Pháp bại trận tại Điện Biên Phủ, quân đội nhân dân Việt Nam đã bắt sống hàng chục nghìn quân viễn chinh Pháp cùng với cả tướng tá, sao không lấy cái đó làm áp lực trên bàn đàm phán mà vẫn phải ký giới tuyến tạm thời chia đôi hai miền Nam Bắc hả anh Hùng? Bác Cường nói cái đó đi, bữa trước nói rồi. Cái lực lượng của mình lúc đó cũng bị ấy, cũng bị suy chuyển rất nhiều. Mình là hoàn toàn kiệt quệ, Kiệt không quệ, à? đúng không? Cái vũ khí mà mình nhìn thấy là hồi xưa cái phương diện mà tiếp vận đó, người ta không thể ngờ khi mà người Pháp lập cái lòng chảo Điện Biên Phủ ở ngay cái họng biên giới Việt Hoa đó, là người Pháp đây là một cái thách thức Đảng Cộng sản Việt Nam, thách thức quân đội Việt Nam, thách thức tướng Võ Nguyên Giáp, rằng thì là anh có chấp nhận làm một cái trận địa chiến không, không ạ? Anh chơi du kích với tôi thì phiền quá, khó lắm, nhưng mà giờ này anh làm sao anh mang cả một cái tiếp vận cho cái đoàn quân của anh để tới lòng chảo Điện Biên Phủ, và lòng chảo Điện Biên Phủ là cái nơi nhử đây, anh làm sao mà anh trèo qua được cái hàng rào Điện Biên Phủ, anh tới đây là chúng tôi đã bắn anh nát người ra rồi. Dạ được. Đấy, thành ra đó cái sự thách thức đó đó Việt Nam đã trả lời được bằng những các cái khẩu pháo ngầm ở trên núi, và cái sự hy sinh kinh khủng, và những các cái ném những các cái gì đi qua hàng rào kẽm gai mấy gì đó, thành ra Cái ống bungalow, vâng. ông bungalow, thì ông đại tá pháo binh Pháp đã tuyên bố câu rằng chúng tôi sẽ dập tất cả pháo binh của cộng sản, của Việt Minh trong vòng là vài tiếng đồng hồ.
Nhưng rốt cuộc ông lại là người tự tử, bởi vì pháo binh của ông đã bị pháo binh của Việt Minh dập tắt, như bác Cường nói, để trên những cái sườn núi mà họ đào những cái hang để nấp ở trong đó, thành ra máy bay của Pháp, tức là do lúc đó do Mỹ cung cấp, bay không nhìn thấy đấy. Không nhìn thấy những cái khẩu pháo binh, trong khi cái hàng cao xạ của Việt Minh ấy, để hàng dàn như này, máy bay vào đi trong đó. Mà có thêm một cái điều này nữa, các bạn không biết cái chuyện này nữa, tất cả những cái quân đội của Pháp đưa lên đi đường bộ lên á đều bị đánh ở Sơn La và bị đánh ở Quản Bạ. Ông vua Mèo đã chặn ở cái Quản Bạ, tại vì Pháp đã tính dùng chơi cái đòn vọng gọng kìm đi lên cái Quản Bạ. Vua Mèo đã chặn ở đó, quân Pháp không qua được cái đồi, cái đèo Quản Bạ để đi vào trong cái thung lũng. Còn dưới này á, ở Hòa Bình á, khi quý vị đi ra khỏi ở Hòa Bình, nó có hai cái cây, cái núi bây giờ chỉ có hai cây độc nhất mà chúng tôi có chụp hình. Và cái người địa phương đó, và cái người Việt Nam tin rằng đó là hai ông thần hộ vệ của quân đội Việt Minh. Tại vì quân Pháp chết rất nhiều ở Hòa Bình, khi mà đi qua cái vùng đó là bị chặn đánh ngay ở cái chỗ đèo. Chúng tôi quên mất tên, không biết bạn nào còn nhớ không. Thì đó. Nhưng mà đó, tướng Giáp đã tung vào trong cái mặt trận Điện Biên Phủ 6 sư đoàn, coi như tất cả những lực lượng của Việt Minh đã tung vào trong đó, đánh một cái canh bày, nghĩa là được ăn cả ngả về không, tức là một thắng hai thua. Khi thắng xong á, thì mình cũng bị thiệt hại rất nhiều. 13.000 quân đội Pháp đã giơ tay đầu hàng, 13.000 tù binh, cộng thêm những người đã bị chết, thì bị chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết và đã gửi lời nhắn nhủ: các anh em đã chiến đấu gian khổ và chiến thắng được tất cả mọi cái trong lúc khó khăn, thì bây giờ chúng ta đã đứng ở trên chiến thắng, thì hãy nhường những cái phần ăn của các anh em cho những người thương binh của Pháp. Đã nói lên cái nhân bản của người lãnh đạo, và cái câu nói đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào lòng thế giới ở một cái chỗ rằng, nghĩa là mình thắng kẻ thù mà mình vẫn nhân đạo với họ, nhường cả những phần ăn cho những người thương binh của Pháp. Đó là những cái điều mà những người thương binh của Pháp đã viết được những cái hồi ký rất là hay, họ rất là xúc động ở chỗ đó. Và đúng nó mới vang dội tới cái thủ đô Paris. Nó xúc động. Thủ tướng Pháp phải từ chức mà. Vâng, nó xúc động lòng người. Vâng, thì cái điều đó thì chúng cái tôi... Cái đó mới là cái vũ khí lớn nhất của dân tộc. Hai cái cây mà anh nói đó, cái cây đó. Việt Nam ta là họ... với ý chí đó, họ lợi dụng được cái địa hình. Dạ, đúng rồi. Địa hình. Vâng, cũng giống như là cái trận... đại thắng ở ngoài Biển Đông, cái trận mà trận Bạch Đằng mấy gì đó là thế nước thế bây giờ thì đấy, ngoài cái khí hậu ấy, tất cả cái thứ đó thì tôi còn nhìn thấy là một cái mà chúng ta đương có nói rằng thì là phải tiết kiệm nước và phải tiết kiệm điện mấy gì đó, thì tôi thấy rằng thì là bây giờ cái đồng bằng sông Cửu Long, đất nước của mình nó chan hòa ánh sáng, thì đấy là cái điện sạch đó, cái điện mà các cái tấm pano đó, thành ra khỏi cần phải các lò nguyên tử, khỏi cần phải các cái thác nước. Chúng ta lại thấy rằng thác nước thì người tàu nó ở trên thượng nguồn, nó làm thui chột đi rồi, người Lào thì cũng lo chuyện Lào làm các đập nước, thì bây giờ có một cái đập nước, nó có một cái nguồn ở trên mặt trời, mà mặt trời thì đối với nước Việt Nam thì nó là một cái nguồn vô tận, thành ra đấy mới là cái lợi thế của Việt Nam trong cái thế kỷ này.
Có một câu hỏi, hai bác có biết võ bác Võ Đông Cung không ạ? À? Hai bác có thể nói qua tiểu sử của bác ấy cho chúng cháu được biết không ạ? À? Riêng cá nhân tôi thì chúng tôi không có muốn nói một người mà không có mặt ở đây. Và tham dự viên ở đây. Đấy, à, đấy rồi. Anh nhà Đỗ Tiến Trung hỏi nước cờ này phải giải quyết hậu quả mấy chục năm nay quá mệt mỏi và tốn kém. Không phải như vậy đâu anh Trung. Thật sự rằng á, cái cơ hội cho mình á, là ngày một năm 1956. Không biết bác Cường có đồng ý không? Nếu mà ông Ngô Đình Diệm đồng ý làm một cuộc tổng tuyển cử để thống nhất đất nước, thì chúng ta đã không có cái trận chiến 20 năm sau đó. À, theo tôi thì cái lý luận nó không phải vậy. À, cái lý luận nó không phải vậy là bởi vì rằng thì là cái người Pháp mà thua ở Điện Biên Phủ đó, tại vì Việt Nam nó là cái thuộc địa của Pháp cũ. Thành ra đó, cái đây là một cái cuộc đối đầu giữa nhân dân Việt Nam bảo vệ chủ quyền đối với lại một cái tham vọng của đế quốc nó trở lại, không ạ? Thì cho nên mà Đảng Cộng sản Việt Nam và đại diện bằng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì ông ấy đã nắm được cái khát vọng của quần chúng, thì mọi chuyện thì chiến thắng. Và tất nhiên là so với vũ khí, so với cái gì đó thì hồi đó Việt Nam còn yếu lắm. Thì cái câu chuyện là chỉ có nhân đạo với kẻ thù, chỉ có lấy cái tiếng tăm lấy cái tiếng tăm đối với thế giới. Còn vừa rồi mà anh Hùng nói rằng thì là cái mà kéo dài chiến tranh, đáng nhẽ ra 56 là tổng tuyển cử, 55 tức là hiệp thương đó. Thì riêng cái này thì tôi cũng trình bày với anh là sở dĩ cái hiệp định Geneva nó có cái mục mà nó có một cái đoạn sâu đó, cái đoạn sâu gọi là nó đính kèm đó, thì nó mới nói tới cái vấn đề thống nhất Việt Nam. Đúng rồi, phần cái phần sau mà. Bởi vì rằng cái hiệp định Geneva và cái hiệp định Geneva, thưa nó là một cái hiệp định đình chiến, phải không ạ? Yeah. Hiệp định đình chiến và tạm thời lấy cái vĩ tuyến 17. Lúc bây giờ người ta còn định nói rằng thì là Giang Beo rồi thì là các cái thứ gì đó. Thế thì mới đầu là Giang Beo, tức là quân ở đâu thì đóng ở đó. Đúng rồi, quân ở đâu đây. Vâng. Thế thì vậy thì chỗ lồi chỗ lõm, chỗ này Việt Minh vào nhiều chỗ kia đó, thì cuối cùng và thôi bây giờ đấy tạm lấy cái vĩ tuyến 16-17. Và không biết là hồi đó người ta có nghiên cứu cái lịch sử của mình không, nó cũng lại là gần cái sông Danh đó, và Nam Bắc phân tranh đó. Thế thì là bởi vì trên nguyên tắc cái hội nghị Geneva là một hội nghị quốc tế, và không có một nước nào có quyền chia đôi một đất nước. Vâng. Đúng rồi. Và vì vậy mới có cái điều khoản móc vào đằng sau. Đúng rồi. Là đây họ sẽ thống nhất 2 năm sau thôi. Đấy, hứa hẹn là 2 năm sau thống nhất. Và trước khi thống nhất, năm 56 là thống nhất, thì năm 55 tức là sửa soạn hiệp thương. Hiệp thương tức là gì? Tức là hai bên thỏa gặp nhau để mà thảo luận về cái thể thức bầu cử, bao nhiêu phòng phiếu, ai coi phòng phiếu, vân vân, thể thức mà tuyên truyền ra làm sao, vân vân. Thì cái điều đó thì cũng lại để nhắc lại một cái kỷ niệm tôi khoe rằng hồi đó chính tôi là cái trưởng ban văn hóa của trường Chu Văn An. Khi mà trưởng ban văn hóa của trường Chu Văn An, thì trường Chu Văn An hồi đó nó là cái trường lớn nhất rồi. Trường Bưởi. Vâng, nó là hậu thân của trường Bưởi. Hậu thân trường Bưởi. Vâng. Thế thì cái ban văn hóa đó, ông hiệu đoàn trưởng là giáo sư Vũ Khắc Khoan đó, thì ông ấy nói rằng thì là dạo trước người ta hay dùng cái trưởng ban văn nghệ, nhưng mà cái chữ
văn nghệ đó nó kém lắm, nó chỉ là mua vui thôi. Dạ, trường ban văn hóa nó mang một tính cách giáo dục, nó mang một tính cách văn nhân, văn minh đó. À, thành ra tôi là trưởng ban văn hóa của trường Chu Văn An. Đến lúc bấy giờ đó, vì mình vào Nam mình học nhờ trường Petruski, rồi thì là Bình Xuyên lúc bấy giờ nó cứ đi ra đi vào là nó hay khám xét vân vân đó, thì mình cũng phẫn nộ. Thì chúng tôi mới làm một cái cuộc biểu tình. Cuộc biểu tình khi mà cái phái đoàn Văn Tiến Dũng vào đó, để mà gọi là tổ chức hiệp thương đó, thì Văn Tiến Dũng và mấy cái cấp cao thì ở khách sạn Majestic, còn các cái nhân viên đó và cái đoàn tùy tùng đó thì ở khách sạn Galliani, tức là khách sạn ở đường Trần Hưng Đạo đó. Thì chúng tôi tổ chức một cái cuộc biểu tình để tấn công hai cái nơi đó. Thế thì nó có cái thế này là mình là do cái hoàn cảnh mà phẫn uất đối với vấn đề chia đôi đất nước, phẫn uất đối với vấn đề mà mình học nhờ ở trong Nam, vân vân đó. Nhưng mà ở bên trong đó, đó thì cái người mà nắm cái tâm lý chiến hay là nắm cái bộ trưởng bộ thông tin của chính phủ Ngô Đình Diệm lúc bây giờ là ông Trần Kinh Đồng Kim, không Kinh Đồng Kim, không 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 Ngô Đình Diệm không có tôi vẫn nhớ, nhưng mà Trần Chánh Thành nghe đúng rồi. Thì ông Trần Chánh Thành đó là cái bộ não ở trong cái đó, thì ông ấy thực ra ông ấy điều khiển từ xa ở cái cuộc biểu tình đó. Nhân đây thì để tôi kể chuyện thế này. Trước khi có cái cuộc biểu tình đó thì đã có một cái chuyện sửa soạn họp tại Đại học xã Minh Mạng. Mà Đại học xã Minh Mạng là của sinh viên. Lúc bây giờ đó ông Trần Thanh Hiệp đó, luật sư Trần Thanh Hiệp đó, tức là chủ tịch sinh viên di cư. Còn thì có một cái nối tiếp thì bầu lên một cái ông năm thứ hai y khoa là cái ông Chức, tức là một người nam, để cho nó mang cái tính cách nam kỳ. Thì là chúng tôi bàn ở đó. Thế nhưng mà các cái người mà gọi là cái người lớn đó, sinh viên thì hồi đó đối với học sinh chúng tôi thì nó là một trời một vực. Thì các ông sinh viên ông mới biết cái chuyện sẽ xảy ra. Cho nên đó, tất cả là đẩy ra là bầu anh Cường làm trưởng ban chỉ đạo học sinh và sinh viên trong cái cuộc biểu tình chống Văn Tiến Dũng ở Majestic và Galliani. Tức là các ông sinh viên đó, và các ông mới biết rằng lúc bây giờ có Doãn Quốc Sĩ rồi Trần Thanh Hiệp ấy nhé, thì ông mới biết rằng thì là cái vụ này là Trần Chánh Thành set up và ông ấy đứng đằng sau. Thành ra mới đẩy cái anh Nguyễn Mạnh Cường thì oai quá rồi, thành ra lên làm trưởng ban chỉ đạo học sinh sinh viên trong cái cuộc biểu tình đó. 30 tháng 4 ông Trần Chánh Thành tự chết. Vâng, thế thì cái câu chuyện nó lại thêm cái này nữa là cái lúc mà mình là chống Văn Tiến Dũng thì 30 tháng 4 đó thì ông Văn Tiến Dũng ông ấy lại dẫn đầu cái đàn quân giải phóng Sài Gòn chỉ huy cái đó, dẫn đầu cái chiến dịch đó, và cái chiến thắng mùa xuân đấy. Vâng, chiến dịch đại thắng mùa xuân đó, thì khi mà người ta nghe ngóng là người ta biết là người Mỹ sẽ không trở lại can thiệp, và coi như rằng thì là thành ra lúc bấy giờ 56 ngày đêm đó, thì lúc bấy giờ mới đổi tên cái cuộc chiến dịch Hồ Chí Minh. Chiến dịch Hồ Chí Minh, trước đây là của chiến dịch Đông Xuân hay là cái gì đó. Thế thì là
đổi chiến dịch Đông Xuân. Thế thì ông Văn Tiến Dũng mà ông ấy vào mà dạo trước mình biểu tình chống ông ấy thì mình sợ run người đấy. À, thì lúc bây giờ tôi đương làm công nhân ở cái xưởng mây tre Sài Gòn đó, lúc bây giờ sau 30 tháng 4 thì sau khi mà Việt Nam Cộng Hòa đổ mới gì thì tôi tị nạn ở trong một cái làm công nhân ở đó, cả gia đình tôi vào trong đó. Thì mình mới thấy cái ông Văn Tiến Dũng mới thấy nó vào trong đó thì mình sợ quá. À, thì lúc bây giờ quả nhiên tôi thấy cái số 4 Phan Đăng Lưu nó gửi cho tôi một cái giấy mời. Gửi tôi một cái giấy mời số 4 Phan Đăng Lưu. Cái hồi đó là những các cái người mà bị gọi tới Phan Đăng Lưu thì sợ lắm rồi. Cái số 4 Phan Đăng Lưu, tại vì cái con đường Phan Đăng Lưu và số 4 đó nó xế cửa Lăng Ông đó. Cái ngôn ngữ Việt Cộng gọi là lên làm việc. Vâng. À, thế thì số 4 Phan Đăng Lưu thì cái giấy mời của tôi giờ tôi còn giữ, lúc nào tôi đưa. À, thì nó mới cái bao thư đó, cái bao thư cũng bằng cái giấy xấu lắm, đen ấy, thì mới nói là đây nó là sở chấp pháp của thành phố Hồ chấp Chí pháp, Minh, sở chấp pháp của cái công an thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Thì mình gọi vào số 4 Phan Đăng Lưu. Thế thì là lúc bây giờ mình gọi vào thì tôi bảo thằng con tôi nó chở tôi tới chỗ Lăng Ông rồi để tôi đi qua bên kia. Mà mình có cái giấy đó thì mình run quá. Tôi cũng lại viết một cái thư tuyệt mệnh. Tôi nói chuyện là nếu mà chiều hôm nay mà bố không có về đó thì... Còn ngày hôm nay là ngày giỗ của bố. Không, thì nói với mẹ là bố có để cái thư ở trong 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 cái tủ sắt đó. Thế nhưng mà vào trong đó thì cái anh công an với gì đó thì nó mới nói chuyện rằng thì là các anh biết cái chuyện gì, cái này nó là Trần Chánh Thành, tức là Cộng sản Việt Nam nó nắm tình hình rõ lắm, nó vào đây học trò thì tôi thấy rằng thì là tôi gửi cái giấy mời này, tôi thấy rằng thì là anh không có, là anh có biết tại sao mà hôm nay tôi thả anh về không? Là bởi vì rằng thì là anh không có dính gì tới cái Trần Danh San, Nhân Quyền, Nhân Kiếp, Dương Hồng Duyệt. Chứ nếu mà anh dính tới đó thì thấy cái giấy mời này anh đọc ổ, anh sẽ chạy tới người này, anh chạy tới người kia, anh thảo luận. Còn bây giờ đó, anh nhận được cái giấy đó thì anh buồn quá, anh ở nhà một mình ấy, thì tôi biết anh là thằng cô đơn. Anh là một cái thằng độc lập, thành ra tôi thả anh về. Thế anh thấy rằng cái an ninh Việt Nam mới giỏi. Vâng, đấy, nó nắm tình hình như vậy. Cái này là của Trần Danh Thành, anh biết gì? Vâng, đấy là thơ nhân điểm đó. Vâng, thì có anh Đỗ Tiến Trung hỏi rằng cái vụ mà chia đôi đất nước Geneva đó, có ý đồ của Trung Quốc trong chuyện này không, bác Cường? Chia đôi đất nước thì lúc bấy giờ là Trung Quốc tuy nó viện trợ cho mình, nó cho cả những cố vấn cố viết sang. Nó giới thiệu cả hai cái, nhưng mà cái người Trung Quốc là cái người mà nó là nó từ viện trợ này nó viện trợ cho mình, bởi vì rằng thì là hai bên đó là núi liền núi, sông liền sông và môi hở răng lạnh. Là cái chuyện đó là đứng về phương diện chiến lược thì nhìn thấy là cái định mệnh nước Việt Nam nó ở bên cạnh nhau, phải sống chung với nó như thế nào. Cái vấn đề là nó là như vậy. Thế thì thằng Trung Quốc thì cái lúc bấy giờ thì nó cứ rõ ràng là Việt Nam ở cái tuyến đầu, đúng không ạ? Thì nó viện trợ, và nhưng mà nó không ngờ rằng Việt Nam thắng được cái trận Điện Biên Phủ. Và đấy là cái bí quyết của Võ Nguyên Giáp, cái bí quyết ở trong chiến trường chỉ cần có một cái bí quyết, chỉ cần có một cái vũ khí đặc biệt, một cái vũ khí mà địch không ngờ được. Đây là mấy cái quả sơn pháo nó ở trên đầu núi mà người ta mới không thể nào bảo là làm sao mà ở đồng bằng Việt Nam mà nó đi suốt đường mòn mà làm sao mà nó chở được lên mấy cái quả đại pháo đó. Yeah. Là quả
súng nó ít nhất là nó cũng phải to. Thì nó không ngờ rằng lúc bấy giờ nó mới nhìn thấy rằng bộ đội Việt Nam là những các cái xe thồ đi dắt cái xe đạp, mà cái xe đạp đó đó, xe đạp thồ đó, thồ buộc hai bên cái xe đạp đó đó vào cái khung xe đó hai cái khẩu, hai cái trái đạn tại Bác, mà đi từ đồng bằng sông Cửu Long lên tới chiến khu, mà cái đó người tàu nó cũng không ngờ được. Thành ra đó, do đó mà khi mà mấy cái người này mới nói chuyện rằng thì là tàu thì có thể là nó khuyên rằng thì là phải tấn công tàu thì nó khuyên rằng thì là có lẽ là phải từ từ hay là gì đó mình không biết. Thế nhưng mà ông Võ Nguyên Giáp thì ông ấy nói rằng thì là phải lợi dụng cái thời cơ này, và nhất là cái lúc bấy giờ với cái thời tiết ở Điện Biên Phủ mấy gì đó thì ông ấy đánh và quả tình là thắng, cho nên cái người tàu nó ghét lắm, nó vẫn cứ kể công là viện trợ, và nó đã cho hai cố vấn, nó đề tên cả hai cố vấn đó. Nhưng mà ông Võ Nguyên Giáp thì ông ấy không nghe, cố vấn đều là một mà nghĩ gì cái mưu của mờ gì thì mình bên kia họ chia sẻ đấy, còn mình hay là mình gì đó thì là cái quyết định của mình. Bác Hồ nói rồi, mình nợ súng đạn thì mình tiền bạc mình có thể trả, nhưng mà mình nợ thân xác của người chết làm sao mình trả được. Vâng. Thành ra đâu có nhận cố vấn, đâu nhận người. Vâng.